Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Phạm Khanh xin chào bác sĩ Morita, chào Lưu Mỹ Linh. Chào Phạm Khanh, chào cô Lưu Mỹ Linh. Xin kính chào quý khán giả. Xin kính chào quý vị, xin chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Hôm nay đề tài của chúng ta sẽ là dành cho phụ nữ, thưa bác sĩ. Dạ vâng. Bác sĩ cũng có những cái người bệnh nhân đến hoặc thắc mắc phải không ạ? Dạ có từ những cách người sử dụng thuốc cho tới cách bệnh lý luôn. Dạ thưa đúng. Hỏi cách làm sao mà xài cái loại gel như thế nào, xài cái loại viên như thế nào, sử dụng như thế nào thì chắc ngày hôm nay tôi sẽ giải thích rõ cho quý vị biết mà xài cho nó đúng loại đó, rồi ai xài cái loại viên, rồi ai xài cái loại gel, tại nó hai loại nó khác nhau, cái tuổi nào thì xài cho loại nào cho nó thích hợp. Thì chắc ngày hôm nay mình nói về cái đề tài cái thuốc Vanalin đi, cô Lưu Mỹ. Dạ vâng, dạ xin mời bác sĩ bắt đầu ạ. Nói về cái thuốc Vanalin đó thì có trên thị trường 20 năm rồi thưa quý vị. Thuốc này nó giúp cho những người mà bị những vi trùng, vi khuẩn là BV hay là yeast infection hoặc là cái Trichomonas, Trichomonas là những cái bệnh này là những người phụ nữ bị rất là nhiều. Thì cái thuốc này nó làm cho nó diệt được tất cả những cái con vi khuẩn, con siêu vi, tức là tất cả những cái loại nào mà nó ở trong cái người phụ nữ đó, trong cái dạ con hoặc là cái cổ tử cung đó, 16, 18, hai cái loại mình nó làm cho người ta bị ung thư đó, hoặc là nhiều loại lắm, nó tới mấy chục loại đó, 33, 35, 37, nó rất là nhiều loại, nhưng mà cái nó giúp cho những người nào mà bị 13, 18 này nó sẽ diệt đi, giúp cho mình tránh được cái bệnh mà có cái những cái bướu, cái bướu ở tử cung hoặc là cái cổ tử cung của giường bà đó, lại nó có lại cái không có bị huyết trắng, không bị rong kinh, hoặc là những người nào mà bị đi sanh nở nhiều quá thì nó sẽ cái bàng quang, nó sẽ cái uterus thì bàng quang nó sẽ theo, làm cho những quý vị này bị cái bệnh nó gọi là cái incontinence, tức là bị tiểu són đó. Thưa quý vị, thì nó sẽ rút cái dạ con lên thì đồng thời nó cũng rút cái bàng quang lên. Ngoài trừ những quý vị nào mà bị nặng quá đó thì bắt buộc là phải mổ để treo cái dạ con hoặc là treo cái bàng quang lên thì nó mới hết được. Còn những người nào mà bị tiểu són nhẹ đó, nó gọi là incontinence, thì quý vị có thể là đặt thuốc hoặc là bơm thuốc một thời gian thì nó sẽ rút lên. Thì quan trọng mình tránh bệnh này. Nhưng mà bệnh này thường thường người ta bị là nó xẻ cái da con để nó xẻ bàng quang thì làm cho chúng ta nhiều khi hắt xì, nhảy mũi, sổ mũi, nó làm cho chúng ta bị cái bệnh tiểu són đó, thưa quý vị. Thưa bác sĩ, cái lý do gì mà phụ nữ bị mấy cái loại vi khuẩn mà bác sĩ vừa nói 15, 18? Mà 16, 18, 16, 18. Thì nó nhiều loại lắm, cô Lưu mới lên, tức là 16, 18, 31, 33. Những cái loại vi khuẩn nó làm 51, hại như thế 58, nào? Tức là nó làm cho nó bị infection. Nó nhiễm trùng. Nó nhiễm trùng cái đường âm hộ âm đạo người phụ nữ đó. Rồi, có phải tại vì cái vệ sinh của mình mỗi ngày không? Mình thiếu cái vệ sinh không hay sao? Tại vì có những người vệ sinh nhiều quá đi, thì nó giết cái những cái loại vi trùng mà nó giết là vi trùng tốt đó, Lactobacillus, Lactobacilli đó, nó giết hết. Hoặc là còn một số người nó bị nhẹ hơn đó, thì nó làm cho mình bị infection, rồi mình phải đi uống thuốc, mình phải đặt thuốc hoặc là bơm thuốc hoặc là uống thuốc trụ sinh để cho nó tiêu diệt những cái loại này đi. Nhưng mà có một số người nó truyền cho từ người này qua người khác, ví dụ như mình đi trong cái cầu tiêu công cộng hoặc là vợ lấy cho chồng, chồng lấy cho vợ đó, thưa quý vị. Thì thường thường người ta biết cái vậy, người ta khám phá ra có hai loại mà herpes, tức là siêu vi số 16, số 18 nó làm cho, nếu mà ở với người đàn ông đó thì từng rồi tôi nói đó, thì làm cho người đàn ông bị cái bệnh mà ung thư cái nhíp hậu tuyến. Còn nếu mà nó ở trong cái cervical hoặc là trong cái dạ con cũng âm hộ âm đạo người phụ nữ đó, thì làm cho người phụ nữ bị ung thư cái âm hộ âm đạo, tức là cái cervical, cái cổ tử cung hoặc là tử cung. Như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc Vanalin này, nó sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu đi những cái nguy cơ đó, phải không ạ? Dạ thưa đúng. Còn bên cạnh đó nó cũng lấy ra những cái biếu nhỏ nữa. Nó tiêu diệt được, nó làm cho 16, 18 loại siêu vi hoặc là những cái loại mà vi trùng, vi khuẩn nó ở trong cái, thường thường là những người lớn tuổi đó, cô thấy những người mà nhỏ tuổi thì mỗi một tháng nó có cái kinh nguyệt đi. Thì cái màng nội mạc, cái endometrium cell nó sẽ tróc ra theo kinh nguyệt nó ra hết. Còn những người mà đã lớn tuổi rồi hoặc là không còn kinh nguyệt nữa đó, thì cái màng nội mạc này nó sẽ ở đây, nó không có ra kinh mỗi tháng đó, thì nó làm cho vi trùng, vi khuẩn, những cái BV hoặc là yeast nó ở nằm ở đó, rồi nó làm cho Trichomonas nữa, nó làm đóng ở đây, nó ở đây thì nó làm cho bị những cái bướu mà từ cái bướu hiền có, bướu ung thư có, thì mình đặt cái thuốc này vô để nó tróc cái màng nội mạc ra. Tại vì bao nhiêu năm quý vị thấy là hàng tháng á, những người phụ nữ mà có kinh nguyệt thì nó hàng tháng nó tróc ra hết thì không có sao.
Nhưng mà những người mà bị bú sợi, tức là viral tumor hoặc là những cái bú khác đó, thì nó nằm ở đây. Thì mới đầu nó tượng hình những cái polyp nhỏ thôi, mà mình không có tróc cái màng nội mạc này ra đó, thì càng ngày nó càng vi trùng vi khuẩn nó sẽ sinh sôi nhiều lên, thì nó làm cho chúng ta bị những cái polyps, những cái bú rất là dễ dàng. Nên cái thuốc này nó vừa ngừa bệnh nhưng mà nó cũng giúp cho những người mà tránh được cái nhiều cái chứng bệnh khác nhau về người phụ nữ đó. Dạ vâng. Dạ. Thưa bác sĩ, thế thì cái cách mà sử dụng hai cái loại vanillin này, một thứ là viên, một thứ là cái gel đó, thì nó như thế nào thưa bác sĩ? Dạ, cái này là cái gel thưa quý vị. Quý vị biết là cái gel là cho những người phụ nữ mà không còn chất nhờn nhiều sau cái tuổi 40 đó thì xài thầy cái gel. Thầy cái quý vị không biết, tại vì một số người hỏi tôi nó hờ tôi không biết sử dụng. Thưa quý vị, đây là một cái tuyếp, ở đây một cái tuyếp lớn. Đây là một cái tuyếp nhỏ anh Thanh Khanh. Tuyếp nhỏ này mình tức là cái tuyếp này là thuốc chứa thuốc. Cái tuyếp lớn này chứa thuốc, còn cái tuyếp nhỏ là mình bơm cái thuốc vô trong cái ống này, do mở cái này ra. Rồi bơm cái này thì cái này nó sẽ chạy lên. Nó sẽ cái giống như cái ống hút thuốc. Ống hút kia nó đầy, tức là mình để cái đây, quý vị thấy là quý vị để vô vậy, cái quý vị bơm bóp cái này thì cái này nó sẽ đưa lên. Nó đầy cái ống này. Thì mình để vô và phải có cái đầu này là phải có cái lubricate. Để cho nó vô dễ dàng thì vô sâu tới đây là bơm vô. Nhưng mà chúng ta nên sử dụng cái này trước khi đi ngủ, khi mà làm vệ sinh sạch sẽ trước khi đi ngủ thì là tốt nhất. Cái này tại không có, mình không đi tới lui nhiều, mà ngoài trời mình phải đi tiểu là bây giờ phải đi thôi. Rồi bơm mỗi một đêm trước khi quý vị đi ngủ, quý vị rửa sạch sẽ rồi quý vị bơm vô, tức là cái tuyếp này mình có thể xài một tuần lễ. Thì trong vòng một tuần nó sẽ tróc tất cả cái màng nội mạc ở trong nó cái đóng ở trong cái dạ con của mình á. Thì quý vị tránh được nhiều bệnh, tôi nói đó, bệnh tiểu son, bệnh infection, rồi BV hoặc là yeast infection hoặc là trichomonas, những loại vi trùng này nó sẽ ra khỏi cái, nó sẽ tróc theo cái màng nội mạc qua ra. Chứ không có gì, không có còn kinh nguyệt nữa thì chắc chắn là phải dùng cái này rồi. Còn một cái tôi điều chế nó là một cái viên thưa quý vị, là cái vanillin viên. Ở đây là cái viên đây thưa quý vị, nó được 3 viên. Tức là mỗi một tối mình đặt một viên, tức là tối nay mình đặt, tối mai nghỉ, tối mốt đặt. Tức là một hộp, một cái vỉ 3 viên như vậy là chúng ta sử dụng được trong vòng một tuần lễ, tức là 6 ngày, cứ cách một ngày mình đặt một viên. Đó là loại dạng thuốc viên dành cho phụ nữ còn trẻ. Đây, cái loại thuốc gel này thì chúng ta sử dụng mỗi ngày cho đến khi nào mà quý vị bơm hết cái thuốc ở trong cái tuyếp này ra, thì có thể nó sẽ từ 7 ngày cho tới 8-9 ngày tùy theo cái nhu cầu của quý vị. Thì cái này chúng ta đặt mỗi ngày, còn cái này chúng ta chỉ đặt cách ngày. Và đây là cái tuyếp để quý vị sử dụng. Khi mà làm vệ sinh cá nhân xong ấy, thì chúng ta bơm cái thuốc vào trong cái tuyếp này. Và khi mà chúng ta bơm tới đâu thì cái ống nó sẽ chạy xuống. Sau đó thì chúng ta đặt vô trong cửa mình. Và sau đó thì chúng ta phải nên nằm nghỉ, là bởi vì nếu chúng ta đi lại thì nó sẽ chảy ra ngoài. Tốt hơn hết là chúng ta sử dụng trước khi đi ngủ. Thì đối với một số các cô lớn tuổi thì họ thích sử dụng cái này là bởi vì thấy nó nhẹ nhàng. Còn cái này đó thì phụ nữ trẻ thì sử dụng được. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cái da của chúng ta sensitive quá thì như lời bác sĩ khuyên đó là nên nhúng vô trong nước nóng để cho nó mềm cái viên thuốc ra. Nước nóng sôi rồi, mình để nguội. Cái mình để, quý vị để vô khoảng chừng 30 giây đó cô luôn. Xong rồi đặt cho vô cho nó mềm, nó hơi mềm cho đừng có rút nước nữa. Thì nó không có làm cho bị hai bên nó bị burn, bị rát. Nên quý vị không biết rồi. Chứ mà cái này là cho những quý vị nào phụ nữ mà từ 15, 18 cho tới 30 trở xuống thôi, 35 trở xuống thôi. Mà quý vị nào mà trên 40 tuổi rồi bắt buộc phải xài cái gel chứ không, tôi khuyên là không có nên xài cái viên. Tại cái viên nhiều khi nó không đủ chất nhờn, nó không có tan 100%. Nhưng mà biết là cái gel nó tan 100% đó thôi quý vị. Nên sau khi mình bơm cái gel vô rồi là quý vị phải có cái băng vệ sinh cá nhân nhỏ nhỏ đó. Để cho nó lỡ mình nó có ra thì nó không có dính cái quần, tại nó là màu hơi nâu nâu. Rồi quý vị đặt trong vòng 2-3 ngày tuần lễ, quý vị có thấy nó ra rất là nhiều những cái màng nội mạc, cái endometrium cells đó, nó giống như thể là cái mề bên trong mề con gà, nó tróc từng mảng vậy đó. Để chi? Để nó tróc cái màng nội mạc này ra là quý vị biết là 1 tháng, 5 tháng, 1 năm biết bao nhiêu là vi trùng vi khuẩn nó sẽ sinh sản ở trong màng nội mạc của quý phụ nữ mà đã hết kinh nguyệt rồi, thì nó sẽ tróc ra, nó tạo nên cái màng nội mạc mới. Thứ nhất là nó giúp cho có cái chất nhờn nhiều hơn, thứ hai nữa là nó không bị những cái infection ở bên trong. Mà quý vị biết là infection bên trong hoặc là những người phụ nữ đó, là đa số quý vị bị những cái loại bú, trong có nhiều loại bú khác nhau luôn, có loại là thyroid tumor, là bú sợi đó, rồi bú ung thư, hoặc là nó ngăn ngừa rất là nhiều. Thì nên đặt cho tôi một tuần lễ là 3 viên, hoặc là những người lớn tuổi chút xíu thì nên bơm một tuần lễ là
là 6 lần hoặc là 7 lần thì nó hết cái tiếp này. Mà quý vị nên nhớ là bơm xong rồi là mình xài, sử dụng xong rồi quý vị phải trụng nước sôi cái này, nấu nước sôi bỏ vô để chia để cho diệt vi trùng. Rồi lần tới quý vị sẽ xài lại cái tiếp mà mình để mình bơm vô thì mình xài lại một lần nữa. Cái concept đó. Yeah. Cảm ơn bác sĩ. Yeah. Như vậy thì thưa bác sĩ, thuốc này hiện giờ đang được bán ở trên tất cả các đại lý tại Hoa Kỳ cũng như là Canada. Ngoài cái vấn đề là giúp cho chúng ta ngăn ngừa những cái nguy cơ bị bệnh sau này, cũng giúp cho chúng ta ví dụ như quý vị bị discharge nhiều quá nè, bị nhiễm trùng nè, rồi là quý vị nó cũng giúp cho cái cơ vòng nó bị Cơ vòng nó bị giãn, nó phải không ạ? Nó cũng rút lại. Rút trở lại nha. Nha. Rồi lấy nó sẽ giúp chóc những cái bíu nhỏ. Những cái bíu nhỏ, cái khoảng chừng cái kích cỡ là bao nhiêu thì nó sẽ đi theo cái màng nội mạc ra ngoài? À, từ khoảng chừng 5 mm trở xuống đó, thưa cô, thì nó chưa mọc rễ đó phải không? Nó tại còn cái lớn quá, ví dụ nó 1 cm hoặc là lớn lên thì chắc chắn nó có mọc rễ rồi. Mình đặt nó không có theo ra được. Còn ví dụ là 1 mm, 2 mm, 3 mm, tức là 5 mm trở xuống đó, thì quý vị đặt vô thì nó sẽ tróc theo cái màng nội mạc nó đi ra ngoài. Nên những người nào mình cảm thấy khó chịu hoặc là mình cảm thấy nó có huyết trắng hoặc là rong kinh hoặc là khó chịu trong người đó thì đặt cái này trong vòng 1 tuần lễ 10 ngày thì những cái triệu chứng này nó sẽ hết đi. Nhưng mà quý vị nên nhớ là nếu mà mình đặt thuốc đó thì phải đặt rửa sạch sẽ rồi phải nằm nghỉ nhiều hơn là đi. Tức quý vị đi nó nhiều khi nó một phần nó phải ra ngoài đó thì nó không có kết quả tốt. Mình phải nằm nghỉ đối lý lắm, giống như thể là mình đi tiểu thì mình đã đi chứ. Ngoài ra là đặt buổi tối để mình tránh cái sự đi tới đi lui nhiều đó thưa quý vị. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, thế đó là bác sĩ Morita với chương trình ngày hôm nay nói về hai loại thuốc Valerian, thuốc viên và cũng như là loại gel. Và chút xíu nữa đây thì sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita. Và thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị thông báo một lần nữa là ngày 29 tức là chủ nhật tới đây đó, xin mời quý vị đến với tiệm Mỹ Á lúc 11 giờ sáng để mà nhận thưởng tất cả những phần thưởng của công ty Princess Lifestyle trong chương trình Talk Show với bác sĩ Morita cũng như là trong chương trình thương mại quà tặng. Và những quý vị trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Morita cũng xin vui lòng đến 11 giờ sáng chủ nhật tuần này tại tiệm Mỹ Á, tức là bên trong thương xá Phú Lộc Thọ. Vì đi từ cửa chính đi vào, cửa trước đi vào thì cái tiệm Mỹ Á nằm bên tay phải, ngay bên ngoài tay phải. Rất là dễ dàng cho quý vị tìm kiếm. Vì có thể liên lạc với Phạm Khanh để chúng tôi chuẩn bị các phần quà tặng cho quý vị ở số điện thoại là 714-653-0605. Trong ngày hôm nay bác sĩ cũng có những cái phần thưởng cho khán giả, thưa bác sĩ. Bây giờ cái quý vị là mình cho quý vị nào mà mình đã uống thuốc của mình nhiều rồi, giờ hỏi mình chỉ hỏi cái thuốc đó, tôi sẽ hỏi câu nào đó. Dạ vâng. Thì quý vị trả lời đúng thì quý vị sẽ được một cái phần thưởng, tức là một chai thuốc nào đó là tôi tùy theo. Dạ vâng. Và quý vị chuẩn bị gọi vào đài Leader Sài Gòn TV ở số điện thoại là 714-893-3264. 714-893-3264. Chương trình ngày hôm nay là chương trình trúng thưởng đặc biệt. Quý vị sẽ, bác sĩ Morita sẽ hỏi những câu hỏi và nếu quý vị trả lời đúng thì quý vị sẽ nhận được những phần thưởng. Và đến 11 giờ chủ nhật này, xin mời quý vị đến nhận thưởng luôn. Chủ nhật này là ngày 29 phải không? 29 đây. 29. Hồi nào tới giờ chúng ta là làm ngày thứ bảy mà kính thưa quý vị, hôm nay là thứ bảy, tức một số còn đi làm mình đúng không rồi. Dạ, nửa ngày. Người ta là người ta không nhận được thưa quý vị, thì ngày hôm trong tuần tới này chúng ta sẽ làm ngày chủ nhật để quý vị nào mà được nghỉ đó đến đó để mà lãnh cái phần quà của gì là trúng thưởng. Yeah. Thì trúng thưởng cho cái chương trình của anh Phạm Khanh hoặc là trúng thưởng cho trong cái chương trình này đó thì quý vị sẽ tới đó nhận. Còn quý vị nào mà trúng thưởng ở những tiểu bang khác đó hoặc là Canada hoặc tiểu bang khác đó, thì công ty chúng tôi sẽ gửi những cái phần quà đó tới nhà của chủ quý vị. Dạ. Và cái quan trọng hơn hết là ngày hôm đó quý vị sẽ gặp bác sĩ Morita, thành thử ra những vấn đề thắc mắc về bệnh lý của quý vị, thuốc dược thảo sử dụng như thế nào thì bác sĩ Morita sẽ trả lời trực tiếp đến cho quý vị. Thưa bác sĩ, trước trong khi lúc mà chờ quý khán giả gọi vào, có một người bệnh nhân hỏi là trong khi mà sử dụng cái thuốc Vanalin như vậy đó thì cái quan hệ vợ chồng đó mình nên ngăn ngừa phải không ạ? Đúng rồi cô, trong vòng trong suốt khoảng thời gian trong 2 tuần lễ, trong suốt thời gian khoảng mà đặt cái thuốc này hoặc là bơm thuốc này vô thì liên hệ vợ chồng nó ngưng hay stop, rồi sau đó có thể là nửa tháng sau trở lại bình thường. Tại cô biết là cái lúc đó thì nó cái màng nội mạc nó tróc ra thì nếu mà mình quan hệ đó, cái nhiều khi mình sợ nó bị infection, nó bị nhiễm trùng đi, nên tốt hơn là cái gì không có nên là như vậy. Dạ vâng. Như vậy là thưa quý vị, đây là thuốc Vanalin dạng dạng viên và đây là thuốc Vanalin dạng dạng gel. Dạng viên thì là
mang số 29 và dạng thuốc gel này mang số 22. Tùy theo nhu cầu của quý vị, quý vị có thể đến tất cả các đại lý để hỏi cái nhân viên bán hàng hoặc là gọi thẳng cho công ty. Cảm ơn Lưu Mỹ Linh, và bây giờ thì chúng tôi xin mời vị khán giả trên đường line. Hello. Dạ chào anh. Vâng, chào chị. Xin mời bác sĩ Morita. Dạ chị, chị có uống thuốc gì của công ty chúng tôi chưa chị? Dạ uống cũng nhiều lắm rồi anh. Bây giờ cái thuốc nào? Mấy năm nay rồi. Biết rồi mà. 7-8 năm rồi. Cái thuốc nào mà chị uống thường là chị nói tôi cái loại cái tên thuốc tôi nghe cho. Liberlin. Liberlin, chị nhớ Liberlin số mấy không chị? À, số 3. Đúng rồi bác sĩ. Đúng. Số 3, Liberlin số 3. Chị ngày hôm nay chị gọi vô đó, chị có câu hỏi gì không, hay là nếu mà chị không hỏi gì, bệnh hỏi gì hết đó, thì tôi sẽ tặng cho chị một cái chai thuốc Liberlin. Nhưng mà chị phải cho tôi cái số điện thoại cho anh Khanh hoặc là cho tôi để chi, để mà chị trúng thưởng trong cái tuần lễ này, chị ghé chị lấy luôn đó thưa chị. Vâng, số điện thoại của chị là số mấy ạ? Dạ, số nguyên số hay là... Dạ, nguyên một số để chúng tôi mới liên lạc được ạ. Nguyên số hả? Dạ vâng. Dạ, 626. 626, rồi. 246. 246. 5184. 5184, không ạ? Dạ. 5184, rồi, chị xin lỗi chị tên gì ạ? Dạ, tôi tên Hưng. Chị Hưng ha. Rồi, xin chị vui lòng là 626-246-5184. Xin chị Hưng đến với lại ngày 11 giờ, lúc 11 giờ sáng tại tiệm Mỹ Á trong thương xá Phú Lộc Thọ để nhận thưởng này chị Hưng ha. Chị dạ, sẽ cảm được, ơn anh. Dạ, chị được một like Liberlin ha. Dạ, hôm nay chị có câu hỏi gì không ạ? Chị có câu hỏi gì dành cho bác sĩ không? Dạ, tôi á, thì tôi không có câu hỏi gì hết. Tại vì á, tôi thấy cái bác, tôi uống cái thuốc Liberlin này nhiều lắm. Dạ. Mà trước đó, xong rồi sau đó tôi cũng gửi về Việt Nam cho gia đình tôi dùng. Dạ. Yeah. Rồi tôi cũng cho con tôi mới có 17-18 tuổi nó hay mỏi mụn trên mặt đó. Dạ. Yeah. Rồi tôi cũng cho con tôi nó uống thì mụn đó lặn. Ừ. Xong cái bạn bè có nhiều người hỏi tôi chứ con chị tuổi này vị thành niên mà thay ít có mụn mà sao mà nguyên do gì? Thì tôi cũng nói là uống lái và liên. Tôi cũng chỉ cho người ta mua thuốc này uống. Đó. Rồi con người ta cũng uống rồi nó cũng lặn. Rồi cảm ơn chị Hưng. Cảm ơn chị nha. Rồi. Hẹn chị 11 giờ sáng chủ nhật này. Dạ. Và chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Hello. Hello, chúng tôi xin nghe đây ạ. Hello. Rất tiếc là chúng tôi không có connect được với vị khán giả đang trên đường line, thì xin vui lòng quý vị gọi lại cho chúng tôi ở số điện thoại là 714-893-3264, 714-893-3264. Bác sĩ Morita đang có mặt để mà hướng dẫn cũng như đặt những câu hỏi cho quý vị. Nếu vị trả lời đúng thì quý vị sẽ nhận được một phần thưởng từ công ty Princess Lifestyle, và phần thưởng đó sẽ được phát vào sáng chủ nhật này tại tiệm Mỹ Á. Hello. Hello, xin lỗi, có phải là cái tên sách của bác sĩ Morita không ạ? Đúng rồi. Dạ, thưa phải chị. Xin chị vui lòng đứng xa TV ra, bật âm thanh nhỏ xuống, nói chuyện với chúng tôi bằng điện thoại thì chúng tôi mới nghe rõ hơn ạ. Chị dặn cái TV nhỏ lên đi chị, rồi chị đứng xa cái TV ra, chị nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại đó chị. Dạ, dạ, xin lỗi tôi. Dạ. Dạ, chào bác sĩ. Dạ. 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 Chị ở đâu gọi tôi vậy chị? Xin lỗi, tôi muốn hỏi, tôi muốn mua thuốc mà thời hạn mà thời kỳ tôi bị sắc kinh đó. Dạ. Chị tắt cái tivi và ta đứng thiệt là xa đó chị. Tôi bị tắc kinh trong người, có những cái triệu chứng không có được tốt á. Dạ. Không được bởi. Dạ, trong thời kỳ mà tiền mãn kinh nhà tôi biết vậy. Dạ. Rồi tôi phải cần uống những cái thuốc nào có thể bác sĩ Medita giúp cho tôi muốn được mua thuốc đó không? Dạ được chị, tôi có hai cái loại mà để cho thời kỳ mà tiền mãn kinh đó thưa chị, premenopause rồi đó, thì chị có thể xịt cái thuốc là Tiphalin dưỡng sinh hoàn mỹ, chị xịt dưới dạ lưỡi của chị để nó có là cái chất cái yếu tố phytoestrogen để cho chị đừng có những cái triệu chứng mà khó chịu làm cho chị bị đổ mồ hôi hoặc là làm cho chị bị hot flash này kia đó thưa chị, bị nóng phần mặt này kia đó, thì chị uống cho tôi, chị xịt cho tôi thuốc đó, hoặc là tôi có một loại thuốc viên nữa
thì chị có thể tôi à, anh Phạm Khanh cho chị số điện thoại của tôi để có gì chị gọi lại rồi chị dạ. đến cái đấy. Dạ, như cái thuốc đó là phải uống chứ không phải tha không bác sĩ? Dạ không, chị một cái loại uống, một là loại xịt tới dưới da lưỡi của chị đó, tôi có hai cái loại khác nhau nhưng mà cái dạ. công thức thì giống nhau, nhưng mà chị muốn biết rõ hơn nữa đó thì trên đài mình không có rất nhiều, nhiều thời giờ, chị gọi lại cho tôi đi sau cái giờ talk show trên đài đó. Dạ mình xin lỗi là tôi đang ở Canada, ở Montreal, vậy tôi liên lạc ở Canada Montreal có công ty nào bán thuốc của Morita không? À, dạ có chị, và bây giờ anh Phạm Khanh và cô Lưu Mỹ Linh sẽ cho chị số điện thoại của tôi. Rồi dạ, tôi dạ, sẽ dạ, cho chị số điện thoại ở bên Montreal. Dạ, bên dạ. số điện thoại của bác sĩ Morita. Dạ, số điện thoại là 818 818 634 rồi 634 1706 rồi 1706. Dạ 1706. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm nha. Cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe. Dạ, và chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello, dạ tôi nghe. Dạ, anh ở đâu gọi tôi vậy anh? Dạ tôi Westminster bác sĩ. Westminster, anh có uống thuốc của, dạ. của công ty chúng tôi không thưa anh? Dạ thưa tôi trước rồi tôi tên Cao Lập đó, uống bác sĩ, uống thuốc bác sĩ nhiều lắm, uống thuốc kim lan si á. Dạ dạ. Rồi cũng bớt được, nhưng mà sau này bà vợ tôi gọi dùm bà vợ tôi uống Lavalin đó bác sĩ. Dạ, cũng Lavalin nữa, dạ. Dạ số 3 đó nó cũng đỡ rồi, lại với hỏi bác sĩ coi bà bị con mắt bà bị ngứa vậy này cái nọ bị ái đỏ hoài đó bác sĩ. Hôm trước nghe quảng cáo có thuốc đó nhưng mà tôi cũng biết từ chỗ đó rồi, bữa nào nữa mãi là tôi lên tôi gặp bác sĩ để xin mua thuốc cho bà. Dạ được anh, cái thuốc đó là số 31 là thuốc là giúp cho cái mắt anh mệt dạ. mắt mỏi mắt, số mắt cái số 31 là thuốc bổ mắt. Dạ 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 dạ. Anh ở Westminster phải không anh? Vậy thì dạ, ở gần bác sĩ lắm, ở gần chỗ bác sĩ lắm. Ở gần phòng mạch đó phải không ạ? Dạ vâng, đúng okay, rồi. Ok vậy. Bà vợ tôi cũng lên gặp bác sĩ mấy lần rồi. Vậy anh, bây giờ vậy tôi sẽ biếu cho chị một chai, chị xài thử coi sao. Nhưng mà anh cho anh Phạm Khanh số điện thoại đi, rồi có gì thì chưa chủ nhật này anh ghé anh lấy cũng được. Dạ, số điện thoại số mấy thưa anh? Dạ, thưa 714. Dạ rồi. 679. 679. 0217. 0217 phải không ạ? 0217, 679, 0217. Xin lỗi, anh tên gì ạ? Dạ, tôi tên Cao Lập ạ. Dạ, Cao Lập. Lập. Rồi, bác sĩ sẽ tặng cho một thuốc bổ mắt không ạ? Dạ, tôi sẽ tặng biếu cho chị một chai thuốc bổ mắt cho chị dùng thử nha anh nha. Dạ dạ. Nhưng cảm mà ơn anh. Nhưng mà anh phải lên đi lãnh ngày chủ nhật này đó. Dạ. Dạ dạ dạ. 679-0217. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Giờ nào lên được bác sĩ? Dạ, chúng tôi sẽ thông báo trên đài bị ảnh coi trên TV nha. Sáng. Dạ. 11 giờ sáng. 11 giờ sáng ngày chủ nhật này ạ. Ở trong Phước Lộc Thọ, ở trong dạ. Phước Lộc Thọ đó. Dạ. 11 giờ sáng chủ nhật này trong Phước Lộc Thọ. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây để giới thiệu về một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Kiến thức Dược thảo với bác sĩ Morita. Và bây giờ bác sĩ sẽ tiếp tục trình bày cái đề tài ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trở lại với đề tài thuốc Vanillin dạng gel cũng như là dạng viên. Cái điều mà Lưu Mỹ Linh thấy là nó rất là cần thiết cho phụ nữ, đặc biệt là ở các cô mà chúng ta đã sanh nở rất là nhiều lần rồi, thì cái cơ vòng nó không có còn cái sức đàn hồi nữa, nó không co thắt nữa. Và vì thế mà phụ nữ thường bị cái bệnh là tiểu són. Cho nên cái thuốc Vanillin này nó rất là tốt, nó giúp cho quý vị là nó co bóp cái cơ vòng lại, cái bắp thịt nó được rút lại. Như vậy giúp cho chúng ta giảm thiểu đi cái nguy cơ chúng ta bị tiểu són. Bên cạnh cái vấn đề là giúp cho chúng ta thải những cái bíu nhỏ ở trong màng nội mạc ra ngoài, giúp cho chúng ta khử những cái vi trùng, những cái vi khuẩn và những cái mùi hôi, mùi lạ ở trong thân thể. Cũng như là giúp cho chúng ta ngăn ngừa được những cái loại bệnh sau này và giúp cho chúng ta coi như là không có bị bệnh yeast infection, tức tất cả những cái yếu tố liên quan đến đến bệnh cũng như là thẩm mỹ đều sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều khi mà quý vị sử dụng thuốc là Vanillin hai dạng, dạng gel cũng như là dạng viên. Thường thường thì thuốc mà chúng ta thấy ở ngoài thị trường thì chỉ có cải thiện được, chẳng hạn như quý vị bị yeast infection thôi thì nó chỉ giúp
được cái phần đó, nhưng mà đặc biệt là thuốc vanillin này giúp cho chúng ta được nhiều những cái yếu tố khác, giúp cho chúng ta ngăn ngừa những cái loại bệnh mà nó sẽ đến trong tương lai. Vì thế mà thuốc này ở dưới hai dạng. Cái dạng này đó thì là mang số 22, tức là gel mang số 22. Nếu quý vị không nhớ tên thuốc, quý vị có thể nhớ cái số thuốc là số 22. Còn nếu mà cái dạng viên này dành cho các bạn trẻ đó thì là mang số 29. Quý vị có thể thấy thuốc này ở tất cả những cái đại lý của bác sĩ Morita ở khắp Hoa Kỳ cũng như là Canada. Hoặc là nếu như quý vị ở xa xôi, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ hoặc là liên lạc với công ty để gửi thuốc đến tận nhà cho quý vị. Quý vị thuốc này quý vị mua 3, quý vị mua 2, quý vị được tặng 1. Quý vị mua 2 hộp, quý vị sẽ được tặng 1 hộp chứ không cần phải là mua 6 được tặng 1 nữa. Số điện thoại của bác sĩ Morita là 818-634-1706 và số điện thoại của công ty là 1-800-990-8319 thưa quý vị. Và cái thương hiệu thuốc này là 100% công ty rất là đặc biệt làm Hoa Kỳ này. Làm canh Colomidin thấy, thí dụ những loại thuốc uống đó thì nó lại khác. Dạ. Nhưng mà những loại thuốc mình đặt này đó, đặt dùng hộm đạo của người phụ nữ là phải là thuốc mà kêu bằng perfect. Dạ. Mà mấy đúng ra ngoài thị trường được thứ gì. Dạ. Chứ lỡ mà cái thuốc này mà mình làm không có đúng nguyên tắc, làm đúng đúng theo cái bên Hoa Kỳ này đó, thì chắc chắn là mình sẽ bị sụt. Dạ, bởi vì hai cái thuốc này rất là quan trọng thưa quý vị, nên công ty chúng tôi dám bảo, dám nói là đây là một loại thuốc mà được sản xuất tại Hoa Kỳ này, với lại cái hãng thuốc rất là có tiếng ở Hoa Kỳ này, mấy quý vị mới dám mình dám đặt vô, cho nên thấy mình uống thì nó lại khác. Dạ. Nhưng mà đặt vô mới là rất là dạ. quan trọng với tất cả mọi người, nên quý vị rất là an tâm để mà dùng hai loại thuốc của công ty chúng tôi là vanillin. Dạ, với lại bác sĩ cũng nhắc nhở các quý cô là khi mà sử dụng thấy cái màng nó chóc ra vàng vàng thì cũng đừng có sợ. Dạ. Bởi vì nó chóc ra càng nhiều như vậy là nó đã tẩy rửa đi rất là sạch sẽ, và như vậy nó cũng cải thiện cái đời sống vợ chồng. Khi mà chúng ta có quan hệ vợ chồng thì hình như là phụ nữ cũng có được cái cảm xúc hơn, phải không ạ? Dạ, tôi đúng, cái này nó vừa giúp cho mình trị bệnh, ngăn ngừa bệnh, với lại nó cũng giúp cho cái bằng thẩm mỹ đó không? Dạ. Tại vì cái cơ dòng quý vị nó không có làm việc nữa thì đặt cái thuốc này vô thì cái cơ dòng quý vị bắt đầu nó co thắt lại, nó rút lại, nó làm cho cái hộm đầu nó nhỏ lại, thì cơ dòng nó nhỏ làm cho có cái sự mà kích thích nhiều hơn nữa, nên nó vừa giúp cho quý vị ngăn ngừa bệnh tật, nhưng mà đồng thời nó cũng giúp cho trong cái vấn đề mà thẩm mỹ nữa. Nên quý vị có thể đến tất cả các đại lý của công ty chúng tôi đều có hết. Yeah. Tuy nhiên trong khi sử dụng thuốc này thì quý vị nhớ là chúng ta không nên có quan hệ ân ái trong vòng 2 tuần lễ theo lời khuyên của bác sĩ, để chúng ta tránh để cho nó build up lại cái màng nội mạc ở bên trong. Chứ nếu mà khi nó còn mỏng quá thì dễ bị chày và dễ đưa đến vấn đề nguy hiểm là chúng ta sẽ có thể bị nhiễm trùng. Yeah. Chúng ta cẩn thận. Rồi, và bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp đang chờ trên đường dây. Hello. 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 Hello, tôi năm nay tôi 64 tuổi. Mà tôi uống nhiều rồi, thuốc mà số 31. Số của chị ta. À, chị uống thuốc số mấy chị? Số mấy của công ty chúng tôi vậy chị? Dạ, số thuốc mắt 31. 31 thuốc mắt đó hả chị? Bây giờ chị còn đang uống phải không chị? Dạ, ngoài ra cái thuốc mắt là chị còn dùng cái thuốc nào nữa không thưa chị? Dạ không, uống chỉ thuốc mắt thôi. À. Mà tôi ban đêm ngủ nó cũng trắng, mà bây giờ chỉ còn có một viên, hai viên thôi. Dạ, chị ở vùng nào vậy chị? Dạ, em ở Anaheim Hill. Anaheim Hill. Vậy dạ. Thì chủ nhật này chị có thể xuống phố Lộc Thọ được không? Dạ, được. Nếu được thì chị cho anh Phạm Khanh cái số điện thoại của chị với tên chị đó. Thì chủ nhật ngày 11 giờ chị xuống phố Lộc Thọ trong cái chợ mà nó lại là cái Mỹ Á đó thưa chị. Dạ, cái tiệm Mỹ Á đó. Thì 11 giờ thì chúng tôi sẽ tặng cho chị một cái chai Vision tại bộ mắt, hoặc là chị muốn chai nào thì chúng tôi sẽ cho chị cái chai đó. Dạ, xin chị cho biết số điện thoại của chị ạ. Em sẽ xuống 11 giờ đánh 3 bác sĩ. Dạ, 11 giờ ngày Chủ nhật thưa chị. Dạ. Đánh em cũng như em 4 tuổi rồi, cũng như là tỉnh số đó, giống như là em tỉnh chạy được nó tỉnh 1 giờ đó. Em muốn mua cái thuốc đó để em sửa tỉnh. À, chị bị... đó có bác sĩ đó có người bảo chứ con. À, chị bị tiểu són hả chị? Vâng, vâng. Ok chị, để tôi cho chị cái thuốc mà để cho chị đặt vô cho nó rút lên nha chị nha. Năm nay chị nhiêu tuổi rồi chị? Dạ em 150. 50 tuổi. Thì em tháng 4 này cũng 65 tuổi. À 65 tuổi rồi, chị phải bơm thuốc chứ không có đặt cái thuốc viên được. Rồi chị tới ngày Chủ nhật đi rồi tôi sẽ... Xin chị cho biết số điện thoại ạ. Dạ số
trước hơn của em là 714-787-787 8535. Chị tên gì ạ? Dạ, tên của em là tên Hoa Mai. Chị Mai nhá. Rồi, xin chị Mai vui lòng là chủ nhật tuần này, tức là ngày 29 tháng 3 lúc 11 giờ sáng, xin chị Mai đến với tiệm Mỹ Á bên trong Thương Xá Phú Lộc Thọ, tức là từ cổng chính chị vào và bên ngay bên tay phải tiệm Mỹ Á, ngay đầu tiệm đầu tiên bên tay phải chị nha. 11 giờ sáng chủ nhật 29 tháng 3. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn nhiều. Chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Dạ, thưa bác sĩ. Dạ. Chị có câu hỏi chi thưa chị? Dạ, nghe nói bác sĩ tặng thuốc gì đó phải không? Tại vì chị hỏi chị không biết gì, chị có uống thuốc nào của công ty chúng tôi chưa? Alo. Chị có uống thuốc nào của công ty chúng tôi chưa chị? Xin chị vui lòng đứng xa thi. Nói thuốc bác sĩ. Xin chị vui lòng tắt tivi đi thì chúng tôi mới nghe rõ. Chị dặn tivi vô lên nhỏ hoặc là tắt tivi thì chị nói. Rồi bây giờ chị nói đi. Bây giờ chị nói đi, bây giờ chị có uống thuốc gì công ty chúng tôi chưa, hoặc là chị chưa uống, hoặc là chị muốn cái, chị bị cái bệnh gì thì chị nói đi, tôi có thể giúp được gì. Dạ, giúp chị. Thưa tôi bệnh mà tiểu đường, và tôi chưa có uống thuốc bác sĩ. Dạ. Dạ, nhưng mà cũng có nghe nhiều, nhưng mà chưa có dùng thuốc bác sĩ, chỉ dùng thuốc tây thôi. Dạ. Thì ngoài cái... tôi thì bệnh tiểu đường với nó đau nhức quá đó bác sĩ. Dạ hả chị? Dạ. Dạ, chị ở vùng nào vậy chị? Dạ, tôi ở Gành Rô. Gần Phước Lộc Thọ lắm. Dạ, năm nay chị nhiêu tuổi chị? Ồ, dạ, năm nay tôi 76 tuổi rồi. 76 tuổi rồi, chị bệnh đau nhất vậy thì hôm nay chị gọi vô, có cơ hội tôi... chị tới ngày Chủ nhật này đó, chị tới cái tiệm Mỹ Á đi. Tôi sẽ tôi công ty sẽ biếu cho chị một cái chai, nó gọi là cái Flaxlin đó, để trị cái bệnh đau nhức cho chị đó. Dạ. Chính chị cho biết số điện thoại ạ. Dạ, thưa dạ, phone tôi phone tay đó. Nó số phone là 714. Dạ. 579. 579. 5536. 5536. Rồi, cảm ơn cô. Nhưng dạ, dạ cảm ơn cô. Quý danh, quý danh. Tôi nhờ người đến lấy được không ạ? Dạ, cô tên gì ạ? Tôi tên là Jackie, nhưng mà tôi nhờ cái ông này, ông bạn ông chẩn. Dạ được. Chở ra đi, chở. Dạ rồi thì có gì nhờ bạn chở ra cô nha, chúng tôi liên lạc với cô sau. Và còn một phút cuối cùng thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị là cái sản phẩm sâm Trường Thọ của công ty Princess Lifestyle. Ở đây chúng tôi có 3 loại, thứ nhất là có trà sâm củ nguyên chất và cũng như là sâm là thuốc viên. Và cái loại này là như chúng tôi nói là đây là 100% organic, quý vị có thể yên tâm sử dụng. Mọi chi tiết về sâm quý vị có thể liên lạc với công ty Princess Lifestyle ở số 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Và nhớ 11 giờ sáng tại tiệm Mỹ Á bên trong Thương Xá Phú Lộc Thọ ngày Chủ nhật này, 29 tháng 3, xin mời quý vị đến nhận thưởng. Mạc Anh xin cảm ơn bác sĩ người ta. Cảm ơn quý Linh. Kính chúc quý vị có một ngày vui, hạnh phúc, an lành thưa quý vị. Xin chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ. Trân trọng kính chào.